Vào năm 2058, trái đất đang gặp nguy hiểm khi mặt trời bắt đầu phình to và sắp biến thành một ngôi sao với nguồn năng lượng khổng lồ. Khi đó nó sẽ tiến lại gần quỹ đạo của trái đất trong vòng 100 năm nữa. Hiện tại ở trái đất cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng khi các thành phố đang dần dần bị phá hủy. Đứng trước nguy cơ diệt vong, loài người đã trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Các quốc gia trên thế giới đã hợp nhất thành một tổ chức với tên gọi là Chính phủ Trái đất, viết tắt là UEG, và tạo ra một dự án tên gọi là Lưu lạc địa cầu. Họ sẽ di chuyển trái đất ra khỏi hệ mặt trời bằng việc sử dụng 10.000 động cơ đẩy chạy bằng năng lượng nhiệt hạch khổng lồ, lắp đặt trên khắp bắc bán cầu và dọc theo con đường xích đạo. Khi rời xa mặt trời như vậy cũng khiến thời tiết trên trái đất thay đổi. Để đối phó với điều đó, UEG cũng sẽ xây dựng các thành phố ngầm bên dưới những động cơ đẩy. Và trong quá trình trái đất di chuyển, họ cũng cho các phi hành gia lên trạm vũ trụ để điều hướng di chuyển cho trái đất. Nhân vật chính của chúng ta là phi hành gia người Trung Quốc tên Lưu Cường. Anh là một trong 1.000 người sẽ được phóng lên vũ trụ để thực hiện việc đó. Hôm nay là đêm cuối cùng của Lưu Cường với con trai Lưu Khải ở trái đất. Sau khi Lưu Cường chơi cùng và dạy cho con trai về việc bầu khí quyển ở sao Mộc có tới 90% là hydro. Rồi anh nói với con trai sắp đi một nơi rất xa để làm nhiệm vụ và rất lâu mới có thể trở về. Nhưng anh hứa với nó khi Lưu Khải có thể nhìn thấy sao Mộc mà không cần kính viễn vọng. Và chính lúc đó nó sẽ nhìn thấy anh. Anh cũng gửi Lưu Khải cho bố vợ Hàn Tử Ngang cùng thẻ phi hành gia của mình để họ có thể xuống thành phố ngầm. Lưu Cường còn gửi lời xin lỗi bố vợ về cái chết của con, ông ấy cũng chính là vợ của anh. Nhiều năm sau khi Lưu Cường tiến vào vũ trụ, trái đất đã bắt đầu di chuyển và rời xa mặt trời, khí hậu trên mặt đất ngày càng lạnh lẽo và khắc nghiệt. Thảm họa thiên nhiên càng ngày càng nhiều, thành phố ngầm thì không đủ chứa được hết con người và chỉ có một nửa dân số tương đương 3,5 tỷ người sẽ được xuống nó. Tử Ngang và Lưu Khải là một trong số những người may mắn được chuyển xuống dưới lòng đất, rồi 17 năm sau, vào năm 2075, trái đất vẫn đang trong giai đoạn đầu tiên là rời khỏi hệ mặt trời. Các phi hành gia đợt đầu lên trạm vũ trụ sẽ chuẩn bị quay trở lại trái đất sau bao nhiêu năm, trong đó có cả Lưu Cường, nhưng khi nghe thấy tin này, Lưu Khải hiện tại đã lớn cũng không hào hứng lắm. Cậu ta để lại lời nhắn cho ông nội và rời đi, sau đó đến trường của em gái nuôi tên là Đoá Đoá. Lưu Khải cắt điện rồi đánh lạc hướng mọi người đưa cô bé ra ngoài. Lưu Khải muốn thực hiện ước mơ lên mặt đất xem thế giới như thế nào của Đoá Đoá, nên hôm nay đã đưa em gái đi. Cậu đưa Đoá Đoá đến gặp một tay xã hội đen, hắn lấy cho họ giấy tờ giả và bộ quần áo giữ nhiệt. Hắn chỉ cho Lưu Khải thuê một ngày, nhưng cậu ta có ý định trông luôn và không trả. Đang định rời đi thì em gái ngây thơ nhỡ miệng và tên xã hội đen nghe được. Lưu Khải liền sử dụng một thiết bị có khả năng phóng ra một quả bóng to rồi bỏ chạy. Hai anh em sau đó bị truy đuổi. Nhưng may mắn bọn họ đã tới chỗ của chính phủ và bọn xã hội đen không làm gì được vì đồ của chúng cũng là bất hợp pháp. Nhờ có giấy tờ tùy thân giả, họ dễ dàng thông qua các máy kiểm tra. Lưu Khải và Đoá Đoá chính thức trở thành công nhân ở mặt đất và được phép lên trên. Bên trên họ chính là thủ đô Bắc Kinh. Giờ nó đã hoàn toàn bị đóng băng. Cửa vừa mở căn phòng liền đóng băng, nhiệt độ cũng báo âm 80 độ C, tuy vậy cả hai vẫn rất hào hứng ra ngoài. Lưu Khải sử dụng thẻ lái xe của ông nội và cùng em gái lên một chiếc xe tải, vì mới chỉ là một học viên nên cậu ta rất lâu mới khởi động được ô tô. Trên đường còn suýt gây tai nạn, những công nhân trên mặt đất lúc này đang khai thác đá để làm nhiên liệu cho động cơ nhiệt hạch bên trên trạm vũ trụ ở sao Thổ. Lưu Cường vẫn đếm từng giờ đợi trái đất tới đây để trở về với con. Sau khi bàn giao công việc với thiết bị robot AI trong ngày cuối cùng làm việc, mọi người chúc mừng và chia tay với Lưu Cường. Lúc này AI bắt đầu đo được lực hút chính xác của sao Mộc đối với trái đất khi trái đất đang chuẩn bị đi qua sao Mộc. Các dữ liệu từ trước đến nay chỉ là giả định và ước tính. Nó phát hiện lực hút đang tăng dần khiến trái đất bắt đầu bị lệch khỏi quỹ đạo di chuyển. Nó liền gửi dữ liệu tới UEG. Ở dưới, hai đứa nhóc đi lượn đường xong, Lưu Khải chuẩn bị cho em gái về thì bị cảnh sát giao thông tuyết còi vì lái xe đánh võng. Cuối cùng hai đứa bị nhốt vào trại. Vài tiếng sau, Hàn Tử Ngang đã tới đón các cháu. Ông có một nước đi vào lòng đất khi định hối lộ người cảnh sát để thả bọn họ. Cuối cùng là vào trại cùng các cháu luôn. Tử Ngang đang bực tức dạy hai đứa cháu một bài học thì bỗng nhiên căn phòng nứt ra. Bên trên mặt đất rung chuyển phá hủy thành phố ở dưới lòng đất. Ông cảnh sát cố gắng ra mở cửa cho họ thì đã bị cửa đè vào người. Động đất ở khắp nơi trên toàn bộ trái đất. 5.000 động cơ đẩy ngay lập tức đã bị hỏng. Hàn Tử Ngang nhanh chóng lái xe đưa các cháu rời đi. Nhờ vào kỹ năng lái xe tải bao năm, cuối cùng ông cũng đưa họ thoát khỏi vụ lở tuyết. AI lúc này thông báo cho mọi người trên trạm vũ trụ và trái đất. Hiện đã có tính toán chính xác. Trước đó con người đã tính sai lực hút của sao Mộc. Lực hút lớn bất ngờ tác động vào trái đất và đã phá hủy một nửa số động cơ. Họ chỉ còn 37 tiếng nữa để khởi động lại chúng trước khi hai hành tinh va chạm vào với nhau. Lưu Cường khi biết tin cũng ngay lập tức liên lạc với gia đình, sau khi biết họ còn an toàn. Lưu Cường gửi vị trí lánh nạn ở Tế Nam cho họ. Robot cũng yêu cầu Lưu Cường đi ngủ đông để tiết kiệm năng lượng cho việc di chuyển trạm vũ trụ hỗ trợ trái đất. Ở dưới, sau khi có tọa độ chỗ lánh nạn, Tử Ngang cố gắng đưa các cháu về thì bị một xe của chính phủ chặn lại. Người của chính phủ yêu cầu Tử Ngang nhận nhiệm vụ khẩn cấp là vận chuyển lõi năng lượng tới Hàng Châu để khởi động lại động cơ ở Hàng Châu.
Vì mạng sống của hàng tỷ người và các cháu nên ông đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ, họ cũng được hai xe của chính phủ hỗ trợ di chuyển. Sau đó khi đi qua Thượng Hải, địa hình đã bị biến dạng do trận động đất, họ thả máy bay không người lái để dò đường trong khe nứt. Biết nguy hiểm nhưng không có cách nào khác, mọi người vẫn phải đi vào trong, trên trạm vũ trụ, khi Lưu Cường chuẩn bị vào ngủ đông. Anh có hỏi AI thông tin về mọi người thì biết họ đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, Lưu Cường bảo AI kết nối với họ. Rồi xin người chỉ huy tên Vương Lỗi cho người đưa đám nhóc về, Lưu Khải liền phản đối và xin đi theo ông, hóa ra cậu ta tức giận với bố vì trước đó. Khi Lưu Cường biết rằng chỉ có một người giám hộ có thể đi cùng Lưu Khải đến thành phố ngầm, anh ấy đã quyết định từ bỏ việc điều trị cho người vợ nằm liệt giường. Và chọn bố vợ thành người giám hộ chăm sóc Lưu Khải là tốt nhất lúc bấy giờ, đang định nói thêm lúc này các trận động đất lại tiếp tục khiến tuyết lở mạnh. Lưu Cường muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng đang chế độ tiết kiệm điện mà ông này hỏi quá nhiều, robot AI bơm luôn khí gây mê cho Lưu Cường đi ngủ. Ở dưới, Hàn Tử Ngang đang cố gắng đưa mọi người ra ngoài, tuy nhiên một tảng tuyết lớn đã chặn đường đi của bọn họ, mọi người vội chạy ra khỏi xe. Lưu Khải liền phóng ra quả bóng để họ vào trong và tránh sạt lở bên trên, không thể chờ đợi thế này khi họ không còn nhiều thời gian. Vương Lỗi quyết định cho mọi người di chuyển qua tòa nhà cao tầng để lên trên, mọi người thông qua đường ống thang máy và cố gắng mang theo lõi năng lượng lên. Vài tiếng sau vài người đã lên được bên trên, Vương Lỗi tiếp tục khoan qua lớp băng để họ có đường ra ngoài thì đột nhiên có một chấn động mạnh. Một thang máy từ bên trên rơi xuống, đã làm Hàn Tử Ngang cùng một người nữa cũng rơi xuống dưới theo, người kia cố gắng đưa Hàn Tử Ngang vào trong, còn ông ta bị đè chết. Bên kia khoan được ra ngoài, biết đã không thể cứu vớt được nữa, Vương Lỗi cùng mọi người đem hai đứa nhóc còn đang đau buồn rời đi, ở dưới Hàn Tử Ngang vẫn chưa chết. Nhưng ông cũng biết không còn thời gian nữa, khi mà lượng oxy chỉ còn 7%, sau khi biết được hai đứa cháu vẫn an toàn, ông rất mãn nguyện với điều đó. Trước khi chết, ông nhớ lại ký ức cũ, 17 ngày sau khi trái đất ngừng quay, một trận sóng thần diễn ra quét sạch các thành phố. Có rất nhiều người ở dưới nước cầu cứu, Tử Ngang cuối cùng chỉ kịp cứu một đứa bé và đặt tên của con gái ông cho nó chính là Hàn Đoá Đoá. Sau đó ông gửi những lời từ biệt với đám nhóc, rồi ông đã đóng băng và qua đời. Bên ngoài, Lưu Khải tức giận vì chỉ huy Vương Lỗi và bọn họ đã bỏ mặc ông ngoại chết, cậu cố gắng đấm Vương Lỗi nhưng đã bị ông ta chặn lại, ít phút sau. Vương Lỗi đã làm Lưu Khải bình tĩnh lại và giải thích rằng họ không còn thời gian, giờ họ cần mang lõi năng lượng đến Hàng Châu không hàng tỷ người sẽ chết, quay lại trạm vũ trụ. Lưu Cường do quá lo lắng cho mọi người ở dưới nên đã phá buồng ngủ đông và thoát ra ngoài, robot đã gọi đồng nghiệp của Lưu Cường cưỡng chế anh ta lại vì dám làm trái luật. Tuy nhiên Lưu Cường đã chứng minh vì lý do gì đó mà con AI này đang cố gắng lái tàu không gian rời xa khỏi trái đất, chứ không phải đến trái đất để hỗ trợ và chống lại lệnh của bọn họ. Lưu Cường cùng đồng nghiệp quyết định ra bên ngoài con tàu để đi đến phòng điều khiển, ở ngoài vũ trụ, lúc này bầu khí quyển của hai hành tinh đã bắt đầu hút lấy nhau. Đi thêm được một đoạn, đoàn của Lưu Khải đã phát hiện một nơi có máy bay rơi, rất may nó có xe tải vẫn còn nguyên ở trong. Ở đây họ cũng gặp được một kỹ thuật viên tên là Lý Nhất Nhất đi cùng. Sau đó cả đoàn tiếp tục lên đường và tới được chỗ động cơ ở Hàng Châu rồi khởi động lại được động cơ đẩy. Toàn bộ động cơ đẩy trên trái đất cũng đã được sửa chữa kịp thời và hoạt động trở lại. Tuy nhiên khi mọi người xem dữ liệu thì mọi thứ vẫn không thay đổi, trái đất vẫn đang bị hút vào trong sao Mộc. Cùng lúc này ở trên vũ trụ, Lưu Cường cùng đồng nghiệp đã tới được phòng điều khiển. Nhưng AI đã chặn họ lại bằng việc thả các tảng đá ra khiến họ bay ra ngoài. Rất may Lưu Cường đã bám được còn đồng nghiệp của anh ta không may mắn như thế và đã bị trôi ra ngoài không gian. Lưu Cường sau đó vào được phòng điều khiển, cố gắng chuyển hướng con tàu bằng tay nhưng cũng không được, robot cho anh ta biết sự thật. Thật ra nó chỉ đang chấp hành mệnh lệnh đã được thông qua bởi Liên Hợp Quốc, chứ không phải nó đang bỏ trốn. Ngay lúc này AI cũng phát thông báo trên toàn bộ trái đất. Nó đã tính toán dữ liệu từ trước, cho dù có khởi động lại động cơ thì cũng không thay đổi được tình hình trước lực hút quá lớn của sao Mộc. Để nhân loại tiếp tục tồn tại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã khởi động kế hoạch mang tên Mồi Lửa được chuẩn bị từ trước. Lưu Cường sẽ cùng với 350.000 người đang ngủ đông ở trên trạm vũ trụ mang theo tri thức, cùng hạt giống của các loài thực vật trên trái đất và DNA của các loài động vật tới một thế giới mới. AI cũng thông báo cho mọi người trên trái đất hãy dành khoảng thời gian còn lại để ở bên người thân. Nghe xong mọi người ở dưới tuyệt vọng, với bao nhiêu nỗ lực hy sinh xương máu bỏ ra nhưng không thay đổi được gì. Lúc này Lưu Khải nghĩ đến người thân thì giờ chỉ còn mỗi Đoá Đoá, ông ngoại đã mất, bố cũng không có ở đây. Cậu nhìn lên trên bầu trời và nhớ về bố, cậu nhớ lại ngày hôm trước khi bố cậu đi ra vũ trụ. Hoàn cảnh giờ trớ trêu khi lúc này đã nhìn thấy sao Mộc mà không cần kính viễn vọng, nhưng cậu không thể gặp bố được nữa. Đột nhiên trong ngày hôm đó cậu có nhớ bố cậu nói bầu khí quyển của sao Mộc có tới 90% là khí hydro, cậu liền nói cho Lý Nhất Nhất. Cậu ta ngay lập tức nhận ra vấn đề và tính toán, bầu khí quyển của sao Mộc đã hút 30 tỷ lít khí oxy từ trái đất, khí oxy và khí hydro ở cạnh nhau rất dễ bắt lửa. Giờ nếu họ có một mồi lửa kích nổ được chúng thì sẽ tạo ra một vụ nổ cực lớn đẩy trái đất ra ngoài,
Giờ chỉ còn một vấn đề là khoảng cách của hai hành tinh đang là 70.000 km. Sau đó Lý Nhất Nhất tính toán nếu họ tập trung động cơ đẩy vào một ống thì có khả năng sẽ đẩy được năng lượng tới đó. Nghe được tin vẫn còn hy vọng, tất cả mọi người ở trên trái đất bắt tay vào việc để sửa động cơ đẩy. Lúc này Lưu Cường cũng biết được tin, tuy vậy AI vẫn khuyên anh về buồng ngủ đông. Khi phương án này đã được nó tính toán trước, lực đẩy sẽ không đủ để đưa nguồn năng lượng tới sao Mộc. Ở dưới ba nguồn năng lượng tập trung bắt đầu bắn lên trời và đi vào vũ trụ, tuy vậy nó đúng như AI tính toán không thể tới được sao Mộc. Lưu Cường lúc này nhìn sang lượng nhiên liệu của trạm vũ trụ đang có khoảng 300.000 tấn nhiên liệu, anh chợt nảy ra một ý tưởng và báo cáo cho UEG xin ý kiến. Nếu mà dùng trạm vũ trụ lái vào trong khí quyển sao Mộc, rồi kích nổ con tàu sẽ thành công tạo ra vụ nổ, tuy nhiên đã bị phản đối vì hành động này được cho là quá mạo hiểm. Họ khóa toàn bộ hệ thống của trạm vũ trụ, không còn lựa chọn nào khác. Lưu Cường phá hủy đi hệ thống AI và điều khiển trạm vũ trụ bằng tay. Rồi cảnh báo mọi người ở dưới trái đất rằng vụ nổ sẽ vẫn diễn ra, bên dưới Lưu Khải nghe được và ngăn bố lại. Lưu Cường xin lỗi con trai vì anh rời đi từ năm Lưu Cường 4 tuổi chưa trở về được với con, giờ anh lại phải tiếp tục một chuyến đi cực xa và không thể trở về nữa. Lưu Cường vẫn nhớ lời hứa năm xưa và bảo Lưu Khải nhìn lên trời để thực hiện lời hứa, khi con nhìn thấy sao Mộc không cần kính viễn vọng, lúc đó con sẽ nhìn thấy bố. Rồi một vụ nổ với năng lượng cực lớn phát ra, Lý Nhất Nhất tính toán mọi người có 7 phút di chuyển trước khi nguồn năng lượng đánh tới. Họ lập tức lên xe bỏ chạy, nguồn năng lượng đánh tới phá hủy toàn bộ bề mặt trái đất, Lưu Khải đang cố gắng lái xe đưa mọi người rời đi. Nhưng cũng không thoát được và mọi người đã rơi xuống, sau đó Lưu Khải nhanh tay bật được quả bóng khí cùng Đoá Đoá thoát được cú rơi, lúc này Lưu Khải đã bị vỡ mặt nạ. Đoá Đoá thấy thế cố gắng gọi mọi người đến giúp đỡ, trước khi ngất đi, Lưu Khải đã thấy được động cơ trên trái đất khởi động lại và biết rằng họ đã sống sót. Ở ngoài vũ trụ, trái đất đã thoát khỏi lực hút từ sao Mộc, các động cơ đẩy đưa trái đất trở lại hành trình ban đầu. 3 năm sau mọi thứ đã quay trở lại bình thường, Lưu Khải và mọi người đều sống sót, anh với Đoá Đoá đã trở thành công nhân lái xe tải. Hành trình của con người sẽ còn rất dài, khi theo kế hoạch họ sẽ phải mất đến 2.500 năm để họ có thể đến hệ hàng tinh. Và làm được điều đó sẽ cần 100 thế hệ con người cùng nhau nỗ lực để thực hiện ước mơ này. Tiếp tục phần 2, chúng ta cùng quay lại nhiều năm về trước, khi con người chuẩn bị những bước đầu tiên của kế hoạch di chuyển trái đất và những khó khăn mà con người gặp phải để thực hiện được dự án vĩ đại này. Nhiều năm trước khi dự án lưu lạc địa cầu được khai sinh, trái đất bắt đầu nóng lên, khiến các thảm họa thiên nhiên như cháy rừng và hạn hán lan rộng khắp toàn cầu. Các nhà khoa học trên thế giới ngay lập tức vào cuộc, họ đã phát hiện ra và chứng minh được một cuộc thảm họa sắp xảy ra với trái đất, được đặt tên là cuộc khủng hoảng mặt trời. Khi tốc độ mặt trời đang mở rộng cực nhanh, chỉ trong vòng 100 năm nữa nó sẽ nhấn chìm trái đất và 300 năm nữa, hệ mặt trời sẽ hoàn toàn biến mất. Tổ chức chính phủ trái đất UEG được thành lập ngay sau đó và tạo ra một dự án với tên gọi ban đầu là Rời núi. Tiền thân của dự án lưu lạc địa cầu, tuy nhiên do chi phí hoạt động và xây dựng của nó quá lớn, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên trên trái đất, đã khiến một bộ phận người dân không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong tương lai phản đối, các cuộc biểu tình khắp nơi trên toàn thế giới. Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn khi UEG loại bỏ một dự án khác là cuộc sống kỹ thuật số hay còn gọi là DLP, nhóm nghiên cứu DLP tin rằng tương lai của loài người ở máy tính. Họ đang phát triển một chương trình cho phép con người tải trí não lên trên máy tính và khiến họ sống ở trên đó, nhưng vì không có nguồn lực nên chưa thể tiến xa được. Để thay đổi quyết định của UEG, nhóm này đã chuyển sang tấn công bạo lực bằng cách hack vào các hệ thống robot của UEG khiến chúng tấn công con người. Hiện tại năm 2044, ở trụ sở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi vừa trải qua một cuộc tấn công từ DLP, trừ Trung Quốc ra, các nước trên thế giới đang mất niềm tin vào dự án Rời núi, mọi người cân nhắc việc dừng nó và đổi sang cách khác. Đại sứ Trung Quốc tên là Chu Trực vẫn cố gắng thuyết phục mọi người nên quyết định mọi chuyện khi hoàn thành xong với giai đoạn đầu tiên của dự án, khi nó chuẩn bị được đưa vào thử nghiệm. Con người sẽ thử nghiệm hai động cơ đẩy, cái đầu tiên trên mặt trăng và cái thứ hai ở trực tiếp trên trái đất. Nếu mọi thứ hoạt động hiệu quả sẽ không còn ai phản đối dự án Rời núi nữa. Lúc này ở khu căn cứ của UEG ở nước Cộng hòa Gabon Châu Phi, Lưu Cường của chúng ta còn đang là một phi công lái máy bay chiến đấu. Anh cùng rất nhiều phi công khác được chọn để tham gia vào khóa đào tạo lái tàu vũ trụ trong tương lai. Ở bên ngoài khu căn cứ, rất đông người biểu tình phản đối UEG, không may một rào chắn đã bị phá, ngay lập tức một nhóm người tràn vào, một tên còn mang theo một quả bom. Tuy nhiên đã bị một cô gái hạ gục trong chớp mắt, không ai khác cô gái kia chính là Hàn Đoá Đoá, cô gái liền vào tầm ngắm của Lưu Cường, anh quyết định luôn, chắc chắn phải có con với cô gái này. Sau đó toàn bộ các phi hành gia được đưa đến một tháp cầu treo không gian. Nó sẽ tạo ra một lực đẩy tương đương với áp lực của việc phóng tên lửa lên vũ trụ để cho các học viên nhanh chóng làm quen được với không gian. Lưu Cường cùng mọi người ở lần đầu tiên đều ngất ngay lập tức. Mọi người cứ thế tập luyện trong vòng 3 tháng, họ được thí nghiệm liên tục các bài huấn luyện khắc nghiệt khác nhau, như chiến đấu tay đôi, sử dụng súng và đi thang máy liên tục cho đến khi họ không còn ngất xỉu nữa.
Họ cũng trải qua các bài kiểm tra y tế và tập thể dục để đảm bảo rằng họ đang ở trong tình trạng thể chất tốt nhất. Trong khi cùng nhau luyện tập, Lưu Cường và Hàn Đoá Đoá đã quen được nhau và dần dần có tình cảm. Vài ngày sau, tiếp tục với bài luyện tập cầu treo không gian, tuy nhiên trước khi vào, Lưu Cường hối lộ lính canh thuốc lá để họ cho phép anh ta lấy một bó hoa vào bên trong căn cứ rồi tặng hoa tỏ tình với Đoá Đoá. Hôm nay cũng có một nhóm học viên dự bị mới đến để đào tạo, họ cũng sẽ tham gia vào cùng chuyến đi với Lưu Cường. Bỗng nhiên ở bên phía sân đỗ máy bay, toàn bộ các máy bay không người lái tự khởi động và bay lên không trung. Ở trong phòng điều khiển, các kỹ sư phát hiện ra hệ thống đã bị tấn công. Cầu treo tự khởi động đưa các phi hành đoàn lên trên với tốc độ di chuyển bình thường mà không được sự đồng ý. Bên trong khoang treo, một vài học viên mới đến đã rời khỏi vị trí và hack hệ thống khóa toàn bộ ghế của mọi người. Ở ngoài, các máy bay chiến đấu bắt đầu xả đạn tấn công con người, hệ thống phòng không đang cản chúng lại khi chúng cố gắng tiếp cận tháp treo. Bên trong phòng của học viên chính, Lưu Cường và bạn học đã thoát được ra ngoài, anh phá được cánh cửa cùng mọi người ra ngoài chặn chúng. Nhưng bọn chúng rất giỏi võ, Lưu Cường đành nhốt Đoá Đoá ở trong vì sự an toàn của cô. Bên ngoài, các máy bay chiến đấu ở căn cứ cũng xuất kích, nhưng số lượng vẫn không đủ và bị máy bay không người lái đàn áp. Lúc này tưởng đã không còn hy vọng thì hạm đội máy bay chiến đấu của UEG đã tới lấy lại thế trận. Bỗng nhiên một loạt tên lửa hành trình bay tới bất ngờ, nhắm thẳng vào khoang chứa chở phi hành đoàn, ngay lập tức các phi công đuổi theo bắn hạ chúng. Nhưng đã dần ra ngoài không gian, họ vẫn không kịp hạ hết tên lửa, một quả bay tới một khoang treo, tên phản động DLP ở bên trong liền kích hoạt kíp nổ và một khoang đã nổ tung. Máy bay chiến đấu đã đến trần bay và không đuổi được hai cái còn lại, chúng bay tới và kết nối với khoang treo còn lại, ở trong khoang. Lưu Cường đã kịp ngăn hắn kích hoạt kíp nổ trong chốc lát, tuy nhiên ở bên còn lại thì không như vậy, người của DLP đã kịp cảm tử và cho nổ thang máy còn lại. Ở dưới phòng điều khiển, các kỹ sư đã mang đến một hệ thống AI với tên gọi 550C, nó ngay lập tức ghi đè và chiếm lại quyền kiểm soát hệ thống. Các máy bay không người lái trên trời đều bị hạ gục và rơi xuống như mưa, họ nhanh chóng đưa các thang máy trên cầu treo không gian xuống. Trong lúc đó, Lưu Cường vẫn đang chống lại tên cảm tử, rất may Đoá Đoá lúc này đã lấy được một cánh tay máy phá được cửa ra hạ gục hắn hỗ trợ Lưu Cường. Mọi người ở căn cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bây giờ mới chỉ bắt đầu, cầu treo không gian bị dính hai cú nổ đã đổ gục rơi từ trên trời xuống phá hủy hoàn toàn căn cứ. Bên Lưu Cường, may mắn thang máy đã kịp xuống đất và họ sống sót được qua cú nổ. Sau vụ tấn công của DLP, hơn 3.000 người đã thiệt mạng và 5.000 người khác bị thương sau vụ việc trên. Hơn hết công sức của hàng tỷ con người mới xây dựng được cầu treo không gian đó giờ đổ sông đổ biển. Lúc này sự giận dữ ở khắp nơi trên toàn thế giới lại không đổ dồn vào DLP mà là UEG, mọi người phản đối dự án rời núi. Rất nhiều người còn học theo trò cảm tử đánh bom trụ sở của UEG, tuy nhiên Chu Trực và trợ lý cùng lập trường của Trung Quốc vẫn thể hiện ủng hộ dự án rời núi. Chu Trực đã gặp riêng đại sứ Mỹ để thuyết phục mọi người đồng lòng. Con người từ trước đến nay chỉ có trái đất để dựa vào làm nơi sinh sống hàng nghìn năm nay, giờ chúng ta phải cứu lấy nó. Đại sứ Mỹ đã đồng ý, tuy vậy giai đoạn thử nghiệm sẽ được đẩy nhanh. Trong vòng 7 tháng, Trung Quốc sẽ thực hiện một mình cả hai thử nghiệm động cơ trên mặt trăng và trái đất và không có bất kỳ nguồn lực nào khác hỗ trợ. Vài tuần tiếp theo, các tàu vũ trụ chở các kỹ sư lên căn cứ của UEG ở mặt trăng. Một kỹ sư máy tính tên là Đỗ Hằng Vũ cũng tham gia vào chiến dịch lần này. Anh ta từng làm cho DLP và là một trong những người sáng chế ra mẫu AI 550A. Mẫu AI đầu tiên này đang được Hằng Vũ dùng để tái tạo lại con gái của anh tên là Nhã Nhã trên một hệ thống ảo khi cô bé không may đã qua đời do bị tai nạn. Tuy vậy, hệ thống AI 550A vẫn còn chưa hoàn thiện và chỉ thiết lập được khoảng thời gian 2 phút cho Hằng Vũ nói chuyện với Nhã Nhã. Giờ anh ta xin vào dự án mặt trăng để tiếp cận với AI 550C, thứ đang kiểm soát toàn bộ căn cứ ở mặt trăng. Hằng Vũ nghĩ rằng nó có thể khiến Nhã Nhã hoàn thiện và sống mãi. Ở đây còn có người đồng nghiệp cũ trước đó cũng ở DLP với Hằng Vũ là Mã Siêu, người đang phụ trách 550C. Trôi qua 3 tháng kể từ sau khi lên mặt trăng, Hằng Vũ và Mã Siêu ngày ngày tính toán và lắp đặt hệ thống động cơ đẩy với lõi năng lượng. Đến một hôm, Hằng Vũ cho Mã Siêu xem và nói chuyện cùng con gái Nhã Nhã, Mã Siêu cũng bất ngờ khi nó tương tác rất tốt với con người. Nhưng cứ khi chuẩn bị đến 2 phút là Nhã Nhã lại khóc vì cuộc hội thoại sẽ chấm dứt, Hằng Vũ muốn sử dụng 550C để tái tạo Nhã Nhã hoàn chỉnh. Nhưng Mã Siêu không đồng ý và nhắc lại cho Hằng Vũ đây chỉ là AI và 550A là đủ để anh tưởng nhớ lấy con gái. Tuy vậy, chính anh lái xe không tập trung mà khiến cho vợ và Nhã Nhã đã qua đời, Hằng Vũ luôn ân hận điều đó và muốn hồi sinh được con gái Nhã Nhã. Mã Siêu còn đưa lại cho Hằng Vũ bản sao trí não kỹ thuật số của Hằng Vũ bị tịch thu khi DLP bị cấm coi như làm kỷ niệm. Vì họ không còn ở DLP như trước nữa, giờ hãy tập trung vào dự án rời núi. Đột nhiên hệ thống báo động một cơn bão mặt trời cấp Z9 đang tiến tới mặt trăng, tất cả các kỹ sư nhanh chóng trở về. Hằng Vũ và Mã Siêu cũng chạy ra giúp đỡ mọi người. Khi cơn bão ập tới, rất may tất cả đã trở lại căn cứ, tuy nhiên hệ thống AI 550C đã bị hỏng sau cơn bão.
Không còn AI thì sẽ không còn thứ để điều hành hệ thống nữa và họ sẽ bị chậm tiến độ. Mọi người đang chán nản thì Hằng Vũ đã đề nghị mọi người dùng hệ thống AI 550A của mình. Sau khi lấy bản sao tâm trí kỹ thuật số của Nhã Nhã ra, Hằng Vũ giao lại hệ thống cho Mã Siêu nhưng đổi lại ông ta phải cho anh ta tham gia vào việc nghiên cứu hệ thống AI mới, thế hệ sau của 550C. 3 ngày sau, ngày thử nghiệm động cơ trên mặt trăng, lõi năng lượng được lắp vào, sau đó một nguồn năng lượng từ ống phóng bắn ra. Ngay lập tức máy tính đo được quỹ đạo mặt trăng đã lệch dù chỉ một khoảng cách rất nhỏ, nhưng họ đã thực sự thành công, lúc này hệ thống 550A do quá tải cũng đã bị hỏng. Với thành công ở trên mặt trăng, vài tháng sau Trung Quốc tiếp tục cho thử nghiệm động cơ ở trái đất, khi động cơ được kích hoạt, lúc đầu màn hình chuyển sang màu đen. Và mọi người nghĩ rằng nó đã thất bại, nhưng rồi một nguồn năng lượng khổng lồ bắn lên xuyên thủng bầu trời, con người cuối cùng đã thành công. Họ đã tìm được con đường thoát cho mình, mọi người trên thế giới đều ăn mừng cho thành quả này và không ai sẽ phản đối dự án nữa. Nhân lúc đó Lưu Cường cũng đã cầu hôn với Hàn Đoá Đoá. Nhiều năm tiếp theo trôi qua, người dân trên thế giới hầu như đã ủng hộ kế hoạch rời núi, các nhóm người ủng hộ ULP đa số cũng đã bị bắt. UEG bắt tay thực hiện kế hoạch xây dựng 10.000 động cơ đẩy trên trái đất cùng các thành phố ngầm và họ cũng đã đổi tên dự án rời núi thành lưu lạc địa cầu. Nhờ sự điều khiển robot diện rộng của AI 550C mà tiến độ xây dựng trở nên nhanh hơn rất nhiều, có thuận lợi cũng có sự khó khăn. Khi trong những năm đó vòng quay của trái đất chậm dần lại mỗi năm, khiến các thảm họa thời tiết xuất hiện ngày càng nhiều. Nguy hiểm hơn khi bức xạ mặt trời làm rất nhiều người bị ung thư, thế giới phải chuyển sang hệ thống 60 giờ một ngày và Internet toàn cầu đã ngừng hoạt động. Ở bên kia Lưu Cường cùng Đoá Đoá đã kết hôn và Đoá Đoá lúc này đang có thai, cả hai đang tìm cách để xuống được thành phố ngầm. Rồi vào năm 2058, ở trụ sở của UEG. Sau vụ thảm họa sập cầu treo vào năm 2044, con người vẫn luôn truy tìm hung thủ đứng sau vụ việc. Đây là vụ việc với quy mô lớn khi hacker tấn công cùng lúc nhiều hệ thống trên toàn cầu. Có người nghi ngờ không chỉ có mỗi DLP đứng sau vụ việc, tuy vậy đại sứ Mỹ lại coi thường việc này. Trợ lý của Chu trực cho mọi người xem về những đoạn mã hóa từ phòng công nghệ giải mã được. Trước khi xảy ra thảm họa cầu treo trước đó họ đã nhận được một đoạn mã hóa có ghi con số 2044. Gần đây họ lại giải mã được một con số, báo rằng một thảm họa sẽ xảy ra vào tháng 7 năm 2058 cũng chính là một tuần nữa. Ở bệnh viện, Lưu Khải đã được 4 tuổi. Cậu đang cùng với Lưu Cường bên cạnh Hàn Đoá Đoá, giờ đây Đoá Đoá đã bị ung thư do bức xạ mặt trời. Còn ở Paris, Hằng Vũ và Mã Siêu đã hoàn thành được hệ thống AI mới với tên gọi 550W và đang thử nghiệm nó. Hằng Vũ vẫn chưa gặp con gái Nhã Nhã từ 14 năm trước, khi 550A bị hỏng. Vào ngày 30 tháng 6, Lưu Cường đi phỏng vấn để trở thành một trong những phi hành gia trong tương lai sẽ đến trạm vũ trụ. Hoa tiêu cho trái đất trong quá trình di chuyển, điều này khiến gia đình anh dễ có xuất xuống thành phố ngầm hơn. Người thực hiện bài kiểm tra tâm lý chính là AI 550W, ở phía bên kia tấm kính, các kỹ thuật viên cũng đang nghe và có Hằng Vũ trong số đó. Anh ta rất nể phục khi Lưu Cường hy sinh bản thân thực hiện nhiệm vụ để cho con trai xuống thành phố ngầm, lúc này 550W đánh một cú trực tiếp vào tâm lý của Lưu Cường. Bảo rằng Đoá Đoá không bao lâu nữa sẽ qua đời và bảo anh chọn Hàn Tử Ngang làm người giám hộ cho Lưu Khải, nghe xong khiến Lưu Cường tinh thần suy sụp và trượt bài thi kiểm tra tâm lý. Sau đó Lưu Cường lại đến bệnh viện chăm sóc vợ. Đoá Đoá bỗng nhiên nói Lưu Cường là muốn được nhìn thấy Thượng Hải, quê hương cô. Cùng lúc này ở bên kia sau khi nghe Lưu Cường trả lời phỏng vấn, khiến cho Hằng Vũ quyết định sẽ như Lưu Cường làm một chuyện vì con gái. Anh cải trang và phá cửa vào phòng chứa hệ thống 550W, rồi lấy bản sao trí não kỹ thuật số của Nhã Nhã tải lên nó. Hằng Vũ mở máy tính lên và bật khóc khi nhìn thấy con gái mình, lúc này ở ngoài Mã Siêu và bảo vệ đã tiến vào, khi chuẩn bị hết 2 phút Nhã Nhã lại đòi được nói chuyện thêm với Hằng Vũ. Cuối cùng Hằng Vũ đã tải toàn bộ hệ thống 550W lên hệ thống chính thức để cho Nhã Nhã được sống mãi. Cùng lúc đó, cũng qua ngày mới chính là ngày 1 tháng 7 năm 2058. Ở trung tâm điều khiển của UEG, hệ thống bỗng nhiên bị hacker tấn công, động cơ ở mặt trăng bất ngờ kích hoạt. Ở dưới Mã Siêu và bảo vệ đã vào được bên trong, cưỡng chế Hằng Vũ và tắt đi 550W bên kia. Lưu Cường đã mượn được máy bay chiến đấu và đưa Đoá Đoá đến Thượng Hải. Trong khi hai người ngắm cảnh, Đoá Đoá đã bảo với Lưu Cường hãy để cô kết thúc cuộc đời ở đây. Cô không muốn cứ suốt ngày phải nằm ở trong bệnh viện như vậy nữa và để bố cô trở thành người giám hộ cho Lưu Khải chăm sóc cho nó. Trở lại trung tâm điều khiển của UEG, các kỹ sư nhận thấy sự cố lần này giống hệt vụ tấn công hệ thống vào năm 2044 trước đó. Họ đã dùng hệ thống AI 550W để cố gắng đoạt lại hệ thống nhưng cũng không được. Động cơ đẩy trên mặt trăng lúc này đạt mức năng lượng tối đa, tạo ra một vụ nổ cực lớn phá hủy một phần diện tích của mặt trăng, các mảnh vụn văng vãi khắp nơi trong không gian. Vụ nổ cũng đẩy mặt trăng về gần trái đất. Ở dưới Chu Trực đang đi khảo sát tình hình. Đột nhiên một cơn sóng thần ập tới bất ngờ, sau đó Lưu Cường nhận được tin báo khẩn cấp triệu tập anh thực hiện nhiệm vụ. Các nhà khoa học tính toán vụ nổ cộng với lực hút trái đất khiến mặt trăng đang rất nhanh lao tới đây,
họ chỉ còn 179 tiếng nữa trước khi mặt trăng va chạm với trái đất. Lưu Cường sau khi chia tay với con trai cũng bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ sau khi Hàn Đóa Đóa qua đời. Hàn Tử Ngang và Lưu Khải cùng đoàn người đang khẩn cấp vào thành phố ngầm khi sóng thần lan rộng ở khắp nơi trên toàn thế giới, ở trụ sở của Liên Hợp Quốc. Chu Trực muốn thế giới dùng toàn bộ vũ khí hạt nhân có trên trái đất để kích nổ mặt trăng và họ sẽ khởi động 10.000 động cơ đẩy trước kế hoạch để đưa trái đất tránh các mảnh vụn lao tới. Từ trước đến nay không có quốc gia nào tiết lộ họ có bao nhiêu vũ khí hạt nhân, nhưng hôm nay tất cả đều đồng lòng đem toàn bộ các đầu đạn tập kết. Tại nơi Hằng Vũ bị giam, để khởi động được động cơ, Mã Siêu được giao nhiệm vụ khôi phục lại hệ thống Internet để con người có thể kiểm soát toàn bộ 7.000 động cơ cùng một lúc. Vì không còn nhiều thời gian Hằng Vũ được Mã Siêu tìm đến, họ sẽ khôi phục máy chủ ở Bắc Kinh. Nếu Hằng Vũ đồng ý, đổi lại Mã Siêu sẽ giao lại cho anh ta bản sao trí não kỹ thuật số của Nhã Nhã. Sau đó tất cả mọi người vào việc, ở bên trên vũ trụ, Lưu Cường cùng các phi công giỏi nhất sẽ lái tàu vũ trụ đem đầu đạn hạt nhân đi qua các mảnh vụn của mặt trăng để tới được chỗ nó. Vì số lượng mảnh vụn là cực kỳ nhiều, trong quá trình di chuyển rất nhiều tàu vũ trụ đã gặp nạn. Sau cùng các tàu đến được mặt trăng và giải những quả bom hạt nhân ra những vị trí theo kế hoạch trước đó, tuy nhiên tại UEG. Chu Trực nhận được một tin xấu, do quá nhiều tàu vũ trụ bị phá hủy, họ không còn đủ thời gian để kích hoạt hệ thống kích nổ từ xa nữa. Giờ đây họ sẽ phải chuyển sang kích hoạt bằng tay và cần các phi công lên đó. Toàn bộ các phi công lớn tuổi không một chút do dự đều đứng ra nhận nhiệm vụ cảm tử này. Bên Hằng Vũ và Mã Siêu đã đến Bắc Kinh, giờ thành phố hoàn toàn bị nhấn chìm, sau đó bọn họ vào được bên trong lắp đặt thiết bị. Nhưng đột nhiên các mảnh vỡ của mặt trăng rơi xuống trái đất, làm cản trở đội của Mã Siêu tiếp cận máy chủ Bắc Kinh. Tòa nhà bắt đầu rung chuyển, không may Mã Siêu đã bị các phụ tùng đè vào người, ông cố gắng đưa mã nguồn khôi phục lại cho Hằng Vũ và đã chết. Mảnh vỡ rơi xuống đất ngày càng nhiều, khiến cho người dân di chuyển xuống thành phố ngầm trở nên hoảng loạn. Ở bên kia UEG xác nhận các máy chủ trên thế giới đã hoạt động trở lại, giờ chỉ còn mỗi máy chủ Bắc Kinh. Hằng Vũ đang gặp khó khăn khi nước đã tràn vào trong khiến anh không thể thiết lập được hệ thống. Hằng Vũ đã nghĩ ra giải pháp là tải bản sao trí não của mình và Nhã Nhã, cùng với mã nguồn lên hệ thống máy tính, rồi nước đã ngập toàn bộ căn phòng và Hằng Vũ đã chết. Bên trên đội phi công cảm tử đã tới, họ muốn Lưu Cường giao lại nhiệm vụ này cho họ và quay lại trạm vũ trụ. Đội cảm tử sau đó kích hoạt các quả bom hạt nhân trên toàn bộ mặt trăng. Các vụ nổ cực lớn liên tiếp vào một góc của mặt trăng đã khiến nó hoàn toàn bị phá hủy. Sau đó các mảnh vỡ đang lao như mưa tới trái đất, nếu trái đất không kịp di chuyển thì có rất nhiều người chưa kịp sơ tán sẽ chết. Mọi người ở UEG đang chán nản khi biết được tin Hằng Vũ đã chết, bỗng nhiên ở trong máy tính. Hằng Vũ xuất hiện bên trong hệ thống ảo với con gái, Nhã Nhã nhắc lại các sự kiện xảy ra trước đó cho bản sao của Hằng Vũ biết, sau đó anh ta ngay lập tức vào cài đặt mã nguồn của hệ thống. Khi thời gian sắp không còn, các mảnh vỡ chỉ còn 10 phút là tới trái đất. Mọi người đều từ bỏ hy vọng. Nhưng chỉ duy nhất Chu Trực bảo mọi người hãy bật động cơ lên, ông tin vẫn còn hy vọng, ngay khi người nhân viên ấn nút. Ở bên Hằng Vũ cũng kết nối xong, hệ thống Internet trên màn hình báo hoàn chỉnh 100%, 10.000 động cơ đẩy ngay lập tức phóng ra năng lượng đem trái đất di chuyển tránh các mảnh vỡ đang lao tới. Mọi người hân hoan vui mừng vì cuối cùng họ đã thành công, khi động cơ phóng lên nước cũng bắt đầu rút. Cùng lúc này trên trạm vũ trụ, Lưu Cường đang khóc lóc trong sung sướng và quay khoảnh khắc vĩ đại này cho con trai. Vài năm sau, năm 2065, mọi thứ đã đi vào đúng kế hoạch khi 10.000 động cơ đẩy đang đưa trái đất tới sao Mộc để nhận lực đẩy rời khỏi hệ mặt trời. Chu Trực đã nghỉ hưu và để cho trợ lý tiếp tục thực hiện di sản của mình ở UEG. Còn Lưu Cường vẫn là phi hành đoàn ở trên trạm không gian do AI 550W điều khiển. Giờ đây nó đã được đổi tên thành Mose, cũng chính là con AI ở phần 1, lúc này bên trong AI, trong không gian ảo của Hằng Vũ và Nhã Nhã. Một giọng nói cất lên chính là Mose. Hằng Vũ đã phát hiện ra chính con AI này là thứ đứng sau mọi chuyện từ vụ thảm họa cầu treo năm 2044 đến vụ thảm họa mặt trăng năm 2058. Nó còn thông báo trước cho Hằng Vũ trong tương lai sẽ xảy ra thảm họa lực hút sao Mộc năm 2075. Cũng chính là sự kiện xảy ra ở phần 1, và nó còn nói về cuộc khủng hoảng mặt trời vào năm 2078 có khả năng sẽ là sự kiện sẽ xuất hiện trong phần sau. Sau khi đọc bản sao trí não của Nhã Nhã, nó nhận ra rằng để bảo tồn nền văn minh của nhân loại thì chỉ còn có cách chính là tiêu diệt loài người. Phim đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.